sẵn sàng nhận hồ sơ nhanh thế, em còn chưa đăng ký. Thế là chưa kịp đăng ký à? Anh thông báo 3-4 tháng trước rồi mà. Không thì thế này, đăng ký trước đi. Đăng ký trước khi tháng 3 năm 2024 anh bắt đầu là mở đăng ký đấy. Có thể đăng ký trước vào tháng 10 nhập học. Bây giờ thì không được à? Bây giờ thì không được. Bởi vì khi anh quyết định mà ngưng cho kỳ tháng 12 năm 2023 thì anh muốn tất cả học sinh của anh là phải đảm bảo chất lượng học tập, giảng dạy và cơ sở vật chất mọi thứ nó phải tốt nhất cho các bạn. Mà những cái bạn anh đã nhận vào rồi thì khi đấy thì anh sẽ có nhiều hoạt động hơn, nhiều mọi thứ trao đổi hơn, thậm chí là chuẩn bị hồ sơ hay là hội thảo về trường hay mọi cái thì các bạn đã nhập học ở đây nó sẽ chỉnh chu hơn. Mấy đứa bạn của em cũng không đăng ký vào được, thế sao Alpha chỉ nhận ít thế thôi ạ? Alpha luôn luôn cố định mỗi kỳ như thế sẽ nhận một số lượng học sinh nhất định để đảm bảo chất lượng cho các bạn tốt nhất có thể. Khi mà Alpha nhận số lượng nhiều ấy mà chất lượng nó thấp xuống ấy, thì như thế nó sẽ không được chỉnh chu. Thật với em là cái tiêu chí khi anh mở Alpha thì đến bây giờ là anh vẫn muốn trong cái khoảng anh có thể làm được, có thể hỗ trợ các bạn được. Bởi vì không phải là học sinh của anh ở Việt Nam mà học viên của anh đã ở Hàn nữa, cũng rất là nhiều bạn cần Alpha để hỗ trợ. Lưu ý giúp anh nhé. Nếu đăng ký lần sau thì cố gắng đăng ký cho anh sớm một chút đi. Tháng 3 năm 2024 thì tháng 10 vì nó nhập học rồi. Khi đấy thì Alpha sẽ giang hai tay chào đón em nếu như em đủ điều kiện vào Alpha nhé. Thế cái kỳ tháng 3 năm 2024 kia thì em đăng ký được lúc nào? Em có thể đăng ký luôn, đăng ký trước luôn. Bởi khi em đăng ký trước, Alpha mở đăng ký trước cho em thì Alpha sẽ chuẩn bị cho em được từ ký túc xá này, trang thiết bị, thầy cô giáo này. Bởi vì Alpha sẽ ước chừng được bao nhiêu học sinh đăng ký và chốt số lượng bao nhiêu, khi đấy nó sẽ chỉnh chu nhất cho bọn em. Quý tín không? Đăng ký luôn.